Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu đắc nhiệm màu. Trong ngày một kiếp có thiền cầu, con đã nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ như lai nghĩa như màu. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bảo Tinh Đại La Ni quyển 6, phẩm 6 Đại La Ni. Bây giờ ở địa phận phương Đông, có thế giới tên là Khả Lạc, Đức Phật hiệu là A Xúc, cùng với vô lượng vô số đại bồ tát với vô vàn sức thần thông gia hộ cảnh giới chư Phật, ở trong khoảnh khắc một sát na từ cõi đó khởi phát đi đến trú xứ của Đức Thích Ca Như Lai A La Hán Tam Diệu Tam Phật Đà trong tứ thiên hạ, Đức Phật A Xúc tự hóa ra tòa hoa sen để ngồi. Các vị đại bồ tát của Đức Phật đó cũng dùng sức công đức thần thông của mình hóa làm pháp tòa hoa sen vi diệu, rồi ngồi ở trên đài hoa sen đó hướng về Đức Phật. Như vậy ở phương Đông, cái Đức Phật Thế Tôn đứng đầu của vô lượng vô số cõi Phật, nhờ như vi trần hiện trụ thế nuôi dưỡng, ở trong khoảnh khắc sát na mà một Đức Như Lai cùng với vô lượng vô số đại bồ tát trong ngày câu chiên đã cho tha chúng thanh văn từ chỗ các vị phát khởi đi đến trú xứ của Đức Thích Ca Như Lai A La Hán Tam Biểu Tam Phật Đà trong bốn thiên hạ này. Đã chúng đi đến đó bằng thần thông của mình hóa làm pháp tòa hoa sen vi diệu, rồi ngồi ở trên đài hoa sen ấy hướng về Đức Phật. Bây giờ ở địa phận phương Nam, có Đức Như Lai hiệu là Bảo Tinh cũng vậy, nói rộng như trên, cho đến ngồi ở trên đài hoa sen hướng về Đức Phật. Bây giờ ở địa phận phương Tây, có Đức Phật hiệu là A Di Đà, cho đến ngồi ở trên đài hoa sen hướng về Đức Phật. Ở phương Bắc, có Đức Phật hiệu là Cổ Âm. Hạ phương, có Đức Phật hiệu là Tỳ Lô Giá Na, ở trên đài hoa sen. Thượng phương, có Đức Như Lai hiệu là Trí Quang, cùng vô lượng vô số trăm ngàn cũng chia nó cho tha đại Bồ Tát, nhiều như vi trần của hàng hạ xa số cõi Phật. Nhờ có đủ sự gia hộ của cảnh giới chư Phật, nên trong khoảnh khắc một sát na, các vị từ cõi đó xuất phát đi đến trong cõi Phật ở bốn thiên hạ này, là trú xứ của Đức Thích Ca A La Hán Tam Diệu Tam Phật Đà. Đức Phật Trí Quang đến rồi tự hóa ra tòa xe mà ngồi. Các vị Bồ Tát Ma Ha Tát của cõi đó khi đã đến đây rồi, mà mỗi đều dùng sức thần thông công đức vô lượng của mình hóa làm pháp tòa hoa sen vi diệu, đồng ngồi ở đài hoa sen hướng về Đức Phật. Các vị Bồ Tát ở mười phương đó tập hội, có dị mơ số dàn diêm phù đài để làm phẩm vật cúng dường, cúng dường cho Đức Thế Tôn, cho đến nó rộng làm đều như trước. Hoặc có vị như quán về bên phải tất cả cõi Phật, hoặc có vị khác ngưỡng chắp tay đứng trước Đức Phật. Những người nghe pháp, hoặc có vị thường dùng phần căn lành sở hành của mình để tư duy mà trụ, lúc bấy giờ đồng chân thu được bồ đề, cũng kính chắp tay. Và thần thông của mình và thần lực của Đức Phật hộ trì thì phát ra tiếng nói pháp đầy khắp ở tất cả cõi Phật. Nói kể như vậy, tất cả nghi đoạn tan trang môn đi đến khắp đây xưa chưa thấy nghe, thành mọi thành tựu đều hiện cho Phật đầy khắp kẻ của Bồ Tát giới tịnh cõi Phật như tháp miếu, tất cả đều lễ bái Phật. Nay phi vô nhân Phật Nhật Môn đi đến cõi này, năm các ác bẩn làm ô uế chúng sinh, mà nay phải hằng phục phá hoại bọn hắc ám, thâu lấy các hạnh thiện, vì thế hôm nay đến lắng nghe pháp tịch diệt mà chúng đều tiêu tan. Xin khởi ý thanh tịnh sẽ thành tam Phật Đà, tu hành đại thừa đạo, á giúp nhẫn mặc vào và vì hết các hoàng. Ông nghe Đà La Ni tòa hoa sen đều ngồi, đồng thanh thỉnh đạo sư nói pháp ủng hộ này, nắm giữ tất cả pháp. Đại La Ni bất thoái vì chánh pháp tu lâu, tất cả chướng tiêu trừ. Lúc bấy giờ vô lượng vô số đại Bồ Tát đã được nhẫn, để đồng thanh nói nguyện xin Đức Thế Tôn ngồi tòa hải sen hôm nay, đấng đại bi vì hôn đúc vô thượng nhẫn đại từ, để y vào vô ý mà nói về sư nhiếp và tất cả trì tất cả pháp, diệt trừ những cửa kinh sợ, vượt qua các ma đạo, xô ngã ma tràng, kiến lập pháp tràng, trị trừ các phiền não, hàng phục tất cả oán, các đức tất cả nghi, nhập vào nhất thiết trí, giải thoát sự sợ hãi, làm tối thượng sự hộ trì ở trong các sự ủng hộ, có thể bày ra tất cả pháp của Bồ Tát, nghĩa là hoặc niệm, hoặc tuệ, hoặc đạo, hoặc trì, hoặc chẳng quên, hoặc phương tiện khéo léo, cho đến tất cả hạnh, an lạc, thành tựu, phước đức, đã nương vào gia hộ Tam Ma Đề, Sang Đề Đà La Ni, vào minh trí khéo léo, cho đến giữa 37 phẩm tâm pháp trợ đạo, vì sắc rỡ ràng vui vẻ của các chúng sinh,
Sư Lực phân trần: Ưu trụ một mình, ưu biện nói, niệm khiến cho tăng trưởng. Nghe trì chẳng quên tất cả oán địch lui, ngũ cốc thành tục, trì tịnh giới, niệm khí thành, hạnh thành tựu, đạt đến Bồ Đề. Đức Thế Tôn, hôm nay vì con nói pháp đã lên đến này, vì chánh pháp tùy theo căn cơ mà thâu lấy, khiến trụ thế lâu dài, hạt giống tam bảo chẳng đoạn, thì hiện đạo vô thượng Bồ Đề, chân tế như như, hư không không sai biệt vì tất cả tướng tối sáng. Nơi đó phân biệt không phân biệt vì chúng sinh, thọ mạng, dưỡng dục, ngã nhân không sai biệt. Vì chẳng sinh, chẳng khởi, chẳng diệt, tức tướng tất cả pháp bình đẳng, không gió, không hình thể. Chân tế như như không sai biệt. Vì đất, nước, lửa, gió, lửa, hư không, thức, giới không sai biệt. Chư Phật Thế Tôn, nay vì con nói tất cả pháp tánh xuất sinh đạo tràng Đà La Ni cho vô lượng vô số trăm ngàn câu chi na do tha chúng sinh được nghe pháp, cho vô lượng chúng sinh đối với tam bảo luôn được niềm tin bất hoại, cho các chúng sinh đều là thiện tri thức cùng nhau làm lợi ích, và cho vô lượng vô số chúng sinh sẽ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, được không thoái chuyển, được thọ ký. Những Bồ Tát đắc nhẫn từ khắp tất cả các Đức Phật Thế Tôn nói đại pháp, các Đức Phật đó mặc nhiên thọ tỉnh rồi, tức thời chánh thân, ngồi ngay thẳng trên tòa hoa sen, liền vào tam muội như cảnh giới chư Phật nhập bình đẳng nguyện. Và tam muội đó rồi, chư Phật khiến cho tất cả chúng hội, tất cả chúng sinh, tất cả cõi vật, tất cả các khổ đều tiêu diệt, tất cả căn lành được đều được viên mãn và tịnh tính niệm giải được thành tựu. Các Đức Phật Thế Tôn liền thấy như vậy, những ác kiến tham sân si, những lỗi lầm kiêu mạn sẽ đắm cao ngạo, thân kiến, nghi, thủ, hữu ái, chìm đắm, thấp hèn của những chúng sinh đến trong hội cõi Phật này. Những tâm và tâm sự của họ đều tiêu diệt hết. Mà một chúng sinh đều hiểu như vậy, chứ có một người là ta, ở trước Đức Như Lai, chính thân nghe pháp, chẳng ai khác. Chứ có một người là ta, và Đức Như Lai dùng tất cả sự suy nghĩ, quan sát tất cả lòng của ta, làm cho tất cả nhiệt não đều được tiêu diệt, là không có người nào khác chỉ muốn nghe pháp nên tỉnh Đức Như Lai nói pháp. Lúc bấy giờ tất cả chúng sinh, những người khắp nơi đã đến hội và đang có mặt ở bên trong cõi Phật này với căn tánh mạnh mẽ, sắc bén, chắp tay đồng thanh bạch Đức Phật. Thưa Thế Tôn, xin Thế Tôn dạy chúng con nói pháp. Thưa Đại Đức Thiện Thệ, xin Ngài và chúng con nói pháp. Chúng con sẽ cùng thuận theo để thành tựu pháp của Đức Phật Thế Tôn. Bây giờ Thích Ca Như Lai dùng loại hương trang nghiêm tối thượng tán diệu, làm cho hương đó bay vượt lên tất cả, lan tỏa đầy khắp các cõi Phật, vì mục đích được cúng dường các Đức Phật Thế Tôn các, nên hương đó đủ ở trước các Đức Phật. Bên trong tất cả các cõi Phật đó, tất cả chúng sinh đã đến tập hội, đã dùng đủ thứ báu, đủ thứ hoa, đủ thứ phần hoa, đủ thứ hương, đủ thứ lọng, đủ thứ cờ, đủ thứ phướng, đủ thứ Phật trang nghiêm, hai tay dâng lên trước các Đức Phật dùng để cúng dường. Lúc bấy giờ Thích Ca Như Lai nói như vậy: Các Đức Phật Thế Tôn, một lòng nghĩ đến ta, mỗi một vị Thế Tôn hiện tại có trong thế giới mười phương và cả trong các thế giới khác đều đến hỏi ta, giờ thuở xa xưa bản nguyện của ta như thế nào. Ta ở thế giới ngũ trược độ tới ưu ác, chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở đó có những chúng sinh mất chỗ nương tựa, mất đạo ba thừa, bị nhà vô minh, bị nhà tối vô minh phiền não che lấp, pháp bất thiện con tụ phải buộc tất cả, bỏ xa thiện pháp, hướng về ba đường ác, xa lìa những người thông tuệ, làm các điều ác nghịch, cho bay phá hoại chánh pháp, hủy bán thánh nhân, nương theo kẻ không từ bi. Tại vì từ bi thương xót những chúng sinh này, nên phát đại bi lực, đại tinh tấn lực, đối với nóng lạnh, mệt nhọc, các khổ của họ, ta đều nhẫn chịu tay. Ta dùng đôi chân du hành khắp vì thành ốc đất nước, trên mọi nẻo đường, đến mọi cung thất, là vì ta muốn lợi ích cho các chúng sinh. Ăn uống thiếu thốn, thô ráp, ít vị, đồ ăn rất đáng ghét, chẳng ưa cũng là vì chúng sinh dễ bị trồng căn lành. Ta nhận tỏ đủ thứ xúc chạm đắng cay thô ráp, y phục xá na kiếp bối thô mê. Ta dùng phấn tạ như vậy mà mặc lấy, hang núi bìa rừng, nhà trống nghĩa địa, ta đều nương vào những chỗ này mà trụ dần, cho đến thọ nhận cả những cỏ lá cây xá na thô ma, thô ráp, hôi thối, khó chịu, các hoa cụ xấu,
Nhưng bạn dùng phương tiện khéo léo, mặc áo giáp đồng đại tinh đại bi tinh tấn. Vì các chúng sinh mà ta diễn nói, mà thị hiện đủ thứ. Ta vì vua sẽ đáp lời và nói pháp tự tại. Vì Bà La Môn nói pháp tứ tỳ đà pháp luận về sao, với các đại thần nói về pháp dạy bảo dẫn đường chúng sinh, và các thầy thuốc nói pháp thích hợp của các dược tính, và các thương nhân nói pháp mua bán, vì các nông phu nói pháp làm ruộng, vì các nữ nhân nói về pháp kiếm sức dưỡng dục tự tại không hành động theo người khác, như các sa môn nói nhẫn nhục nhu hòa, ngồi thiền tụng kinh khi người khi làm mọi việc. Ta muốn thị hiện là để răn dạy thành tục chúng sinh, đang người chưa đến sẽ khiến cho đến, kẻ chưa chứng sẽ khiến cho chứng, người chưa thoát sẽ khiến cho thoát. Ta nhận thọ đủ những việc khổ não để thành thục chúng sinh nên sống khắp trong nhân gian. Ta còn bị những chúng sinh này vì cánh ghét nên mắng chửi phỉ báng, dùng pháp châm dục phá hoại ta, là dùng lời nói ác chế bai ta. Họ nói ta có lời nói lừa dối, công kích gièm pha, giả trá vua nịnh huyễn mị, nói dối tội ác, lại cùng với các nữ nhân nói lời ác dục, dùng các việc ác gia hại ta. Đất bụi dơ bẩn, đeo độc, dòng lửa, truy sát tên nhọn, bố sát đá lớn, binh khí, mưa xuống tới thấp để hại ta. Họ cho dây xay rắn độc, sư tử, cọp sói, trâu nước, trâu dữ, đại lực sĩ cũng đến để đánh, để hại ta. Phòng nhà, chỗ dự nghỉ của ta và Tăng Dạ Lam, bọn họ đem lại những đồ hôi thối, dơ bẩn, bất tịnh, bỏ đầy những nơi ấy. Thì các thanh văn của ta và trong thành khất thực là những chúng sinh phi pháp này, dùng ca múa phi pháp, dự mời thanh văn làm việc phi pháp. Họ dùng vô lượng trăm ngàn phương tiện để hại đến ta, là vì muốn che lấp chánh pháp, muốn diệt đèn pháp, muốn phá truyền pháp, muốn làm tan pháp hội của ta, muốn làm đồ pháp tràng của ta. Đức Thế Ca Như Lai nói tiếp, quán sát pháp thức của các đức Phật đời quá khứ. Những các đức Phật đó ở đời ác năm trượt này vì tập hợp lớn khắp nơi là nhằm tạo dựng pháp thức để khiến cho diệu pháp trụ thế lâu dài. Đối với cảnh giới ác của tất cả ma, chư Phật đều muốn làm cho nó tan tác và tiêu diệt, để cho hạt giống tam bảo chẳng đoạn. Chư Phật vì sự tăng trưởng căn lành của các chúng sinh mà dùng pháp tiêu diệt hàng phục ngôn luận của tất cả ngoại đạo. Vì chúng sinh, chư Phật tiêu diệt hết những đói kém, hoang hóa, loạn lạc, đấu tụng, dịch bệnh, án địch phương khác, cấm chế ràng buộc, nói khen, lạnh nóng chẳng đúng lúc, gió mưa chẳng đúng lúc, và cả những lỗi lầm ác kiến của nghiệp thân biện vẫy. Chư Phật vì muốn làm cho tất cả trời rộng giả xoa, nhân phi nhân đều hồi hướng chánh chân, tất cả nhà cửa tụ lạc thành ấp, đường đi các xứ sở đều được ủng hộ, tất cả sự vô định trùng độc hại hôn muộn mờ tối ác mộng hình tướng tai ương đều khiến cho ta hoại tan, tất cả ngũ sắc dược thảo hoa trái của ngôn vật lạ khiến làm tà vật sinh sống, sát lợi Bà La Môn tỳ xá thủ đà thì đang dạy chỉ bày hành thiện khiến tâm bồ đề thêm tươi tốt, khuyên tu các bà la mật. Chư Phật tạo tác diệu pháp thức là vì muốn cho các đại bồ tát được tăng trưởng trí phương tiện khéo léo, niệm hành dũng mãnh, biện tài lạc tuyết, rồi thọ thức vị Phật an ổn nhập trí qua tới bờ kia. Như đức Như Lai A La Hán tam biểu tam Phật đà xưa kia nói pháp môn kim cang, pháp đẳng nhân duyên pháp tâm kiến lập tồi toái đà la ni ấn cú nhập sai biệt ký này, diện nói thọ trì và cùng nhau tùy hỷ. Hay thay, hay thay, đúng vậy, đúng vậy. Tại đây hôm nay các đức Phật Thế Tôn trụ thế sinh sống có trong mười phương là để đến cõi Phật ngũ trụ ác thế tại bà này để thăm hỏi ta. Mỗi một điều ở tại tòa hoa sen, các đức Phật đó đều ủng hộ các chúng sinh có bên trong cõi vật này, nên nói pháp môn kim cang, pháp đẳng nhân duyên, pháp tâm kiến lập tồi toái đà la ni ấn cú nhập sai biệt ký. Diện nói thọ trì và cùng nhau tùy hỷ khiến cho diệu pháp trụ thế lâu dài, làm cho tất cả lực cảnh giới ác của ma bị tiêu diệt.
Ông nói rõ như trước, cho đến trí không chướng ngại qua bờ kia, thương xót nhấp lấy và nhận lời thỉnh của ta. Khi bên trong cõi vật này, pháp môn vi diệu được trụ thế lâu dài, tất cả ngoại đạo chẳng thể vượt qua được. Pháp chẳng bị phá, và giống tam bảo chẳng bị đoạn tuyệt. Tất cả chúng sinh nhờ vậy được thọ pháp vị. Lúc bấy giờ tất cả các đức Phật Thế Tôn đều nói như vậy. Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi quyết định làm việc như vậy. Ở cõi vật này chúng tôi hộ trì diệu pháp, khiến cho pháp trụ thế lâu dài. Tất cả lực cảnh giới ác của các ma sẽ khiến cho tiêu diệt tan tác. Cho đến trí vô chướng ngại qua tới bờ kia, chúng tôi sẽ nói và đại trì pháp môn kim cang, pháp đẳng, nhân chuyên, pháp tâm, kiến lập, rồi tái trở lại đi ấn cứu nhập sai biệt ký. Này đại chúng, các ông hôm nay phải lắng nghe. Tất cả các đức Phật trong đại tập hội ở cõi này đồng nói chú: Đa địa giả tha ương già la ương già la băng già la bát la băng ca la bà gia nhị a nhị đá lam bà tư a khê a khư môn bạc lợi độ mê đồ mạn đế khê bạc tề khê du lợi tam a bà a đế tam mạn a bạc đạt lợi đạt mê đà ma kê ám phá lệ nhị đá la sửu phá lệ phá la bà đế già no ni già bà lam đế sẵn lợi đế lợi sẵn la kê xà bà đế tra ca tư tra kiện đế tra ca bà lam ca noa bà mạc đế sẵn xà đế thị lân đế tân đầu bà đế cù bà ê thọ ly nhị đa la thọ ly thọ lý a già ly a bà mê ta tả đa tha đương hô lô sẵn ly chiên đế lệ tam a đạt mê đà mê câu châu lô mộ châu lô a chất ra chỉ ly già ba ha châu lô nhị đa la bà ha câu lô ta la câu châu ma ha tát la đô châu ma ha tát đẻ gia ly đà gia bộ sắp tỳ tam bộ sắp tỳ đô ma bát ly ha lệ a bà duệ lô chí đê ca nhạo sai a bà gia ma tát đô tỳ bà ha đế lệ ma lệ bát thấp phược khư thi thi la lô cá tỳ đa gia ca bạc thời lệ bạc thời bạc thời la đạt ly bạc thời la bà đế bạc thời la bà đề trước khất la bạc thời lệ trước khất lệ già ba đê đạt lệ bà lệ bà lệ bố lệ trá lệ hô hô lệ bàn già tần bà lệ xá lân xá chỉ ly châu ly mộ lệ mạn trà đê già già ly mộ trà đê tác ba mộ tà đê địa địa la gia đê ma ê thấp phục la la gia đê ly tân xà đê đà bà chí chiên trà la tê mê tác bà tác tả ha địa sắc si đa xuất điện đô bà ha na ma nhị đê bà la la đẻ ô xà ố già lệ tỳ chỉ đê bà già na la ha bồ lệ cù lô mổ lô mổ lô sẵn ly ha la ca kiến trà ba na sẵn sẵn đương a dụ na kiến trà thời phước la bà tê yết đà nê a đà a nê mạc dạ a tỳ lô ha đê phá la tát đệ tê a lô ha bà đệ tê ly gia đà ba xà gia tác phục ố già la đa đà gia đà ba lan giả ly già gia bà ha tác đẻ gia bát ly bà mạc già tị lô ha đề a già la bột đề đa đà bát la già na bà già già tân trà ly đà già chiên đạt la già la no a già lệ luân đạt nê bát la khất ly
đệ gia mạc dạ y la dạ ly lê bác la tệ ta la bột la đệ tác bà si la si tha đà tác đệ gia a nô dạ đế a na bà la na bột la đế a la đà ương cụ lạ xà hi nê tì bột la ma bà dụ sẵn a tê đa a bà la ni la bà gia bà a chất la mạc dạ a na la cụ tác lệ đà lê la đa na bàn chế đạt ma ca thời phật la chiến đạt lệ ta một đạt la bà đế ma ha đà bồ đa tỳ gia ta một đạt la tỳ gia bà đế đà la ni một đạt lệ đó ma đế một đạt la tô lại bát la đế tam tỳ đà một đạt la a bạc đa ni tam bạc la ni tam mộ hạ tắc ca la tỳ tha dụ đa la tê la xí đế một đạt ly đô hữu duệ kê chất tất lợi địa tỳ bà ha ba ha 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 kê tra ca bà tra thế là bác la đệ đã ly đa duệ đa một đạt ly đa đà la ni đà la đà la đà la đàn địa la đàn địa la hô sắc ca tác bà ly đà gia một đạt ly đô hữu sa tra sa bà tra sa khư ta tra tô ma đế mạc đế ma ha đà bồ đa một đạt ly đa duệ kê chất sát a gia đơ na ni thất ly đa bồ đa già ni nhị ni tác già ni cô sa tác già ni một đạt ly đa già ly gia a địa sát đà na ba ca bát tha đa địch tha ma bố ni một già già bà đa la Maha Kolonaya một đạt ly gia tác bà tam biểu bát la đệ bát địa chí la la đa lam thời phật la đồ đạt ma đê đệ ly tác tỳ mô ni bột ly ta bà ma ha ca lô noa ta ma đệ nhã na la bà bạc đệ na mai đệ ly đệ gia già a đệ tỳ ly gia bạc lệ na a địa sắc ly đà tác bà bồ đô ô ma già gia giá tác bà ha lúc bây giờ đại chúng ở trong tất cả các quả phật đến hồi ở quả phật này đều đồng thanh nói nam mô nhất thiết chư phật nam mô nhất thiết chư phật họ đồng thanh nói như vậy ba lần nói tiếp lại thầy chúng môn đi tập hội đức hy hữu đại bồ tát tập hội đức hy hữu đại thanh văn tập hội đức hy hữu thí hữu như vậy quả thật chưa từng có từ xưa chúng con chưa nghe pháp môn kim cang pháp đẳng nhân duyên pháp tâm kiến lập tội tối đà la ni ấn cú nhập xe biệt ký này pháp môn mà tất cả giáo sư giờ đó nắm giữ chánh pháp làm cho hạt giống tam bảo chẳng đoạn tuyệt có thể phá diệt lực cảnh giới ma đoạn dứt trói buộc của ma hàng phục ma oán kiến lập pháp tràng hộ trì pháp phần cho đến có thể làm tròn đầy đủ cảnh giới cho Phật. Sau này tất cả các đức Phật Thế Tôn nói pháp môn đại lý ấn cố sẽ biệt ký này chính là tâm ấn đại hy hữu hành của tất cả chúng sinh đều vô sáu nhập cho nên có thể khiến cho tất cả chúng sinh được niết bàn vô thượng. Khi cho Phật nói pháp đại lý ấn ký này thì 30 lần số các sông hằng các đại Bồ Tát thành tựu đại lý điều này chỉ được tam bộ nhẫn. Lúc bấy giờ đồng tưởng Nguyệt Quang liền đứng dậy chắp tay quan sát khắp nhờ sự giáo hộ của Đức Phật bên trong và cùng sức thần thông của mình mà phải phát ra tiếng đại pháp vang đền đều khắp bên trong quả Phật này. Đồng tự nói kệ trang Phật khó được gặp, gặp chúng cũng khó khăn, chúng thông tuệ khó được, cùng hành giả Bồ Tát diệu pháp ấn như vậy đệ nhất khó được nghe. Như Lai đấng đại bi thường hộ trì chánh pháp diệt tất cả ma đảng, đánh lùi các oán địch, tam bảo mãi chẳng đoạn, vì chư Phật thọ trì phá trừ tất cả chướng, tăng nhu hòa nhẫn nhục và chúng sinh hướng về hội vô cùng cõi nước, ngang những người làm ác, luôn đoạn các ác kiến,
các Bồ Tát an ổn, thiền đà Bồ Đề, tăng trưởng Ba La Mật, đầy đủ hạnh thiện hiền, ưa nói trí phương tiện, như vậy đều tăng trưởng, đều thọ trì lợi Phật, nhiếp trì pháp sạch trong, ủng hộ Đà La Ni, đạo Bồ Đề tịnh minh, chứng thật pháp rực sáng. Tất cả chúng các ông lý nghi đều sẽ đoạn, vẫn tin Đà La Ni đó là đạo tròn đủ, nghĩa là được Bồ Đề. Chúng con lại muốn nói, ủng hộ Đà La Ni, bảo vệ người nói pháp, văn tuệ càng lớn thêm, có hai cùng dục giả, Bồ Tát danh văn lần và được không chướng ngại, hay khiến các chúng sinh tăng trưởng thêm lợi ích. Lúc bấy giờ, đồng chân Đại Bồ Tát nhiều như các sông Hằng, đồng thanh nói, chúng con hôm nay, cùng với người muốn tọa trì Đà La Ni này, nó có thiện nam, thiện nữ, thiện kheo ni, ư Bồ Tát ư Bà Di, tắm rửa sạch sẽ, mặc áo quần sạch, dùng đủ thứ hoa trang nghiêm làm trướng, đốt đủ loại hương thơm, dọn đủ thứ thức ăn, đủ thứ y phục thiết bày trang hoàng, tơ lụa ngũ sắc, dựng lên đủ thứ cờ phướng vi diệu và những lọng hoa trang nghiêm đạo tràng, rồi thăng lên tòa sơ tội mái vi diệu mà khai tị phân biệt đại lễ này. Đối với người đó không có loạn tâm, bốn đại loạn, thân loạn, ý loạn, không có hơi thở độc chạm đến thân, không có thể khiến cho đau đầu, những bộ phận trong thân, trong ngoài và tứ chi đều không bệnh não, không có thể khiến cho âm thanh léo láo thô lỗ. Nếu pháp sư đó, tòa sư đã có nghiệp bất thiện, bốn đại loạn, pháp sư đó đọc Đà La Ni này thì tất cả các nghiệp chướng diệt hết, không còn được trụ yên ổn. Người đến nghe cũng không bốn đại loạn và âm thanh loạn. Nếu có người nghe được Đà La Ni này thì nghiệp bất thiện, bốn đại bệnh đã lâu và âm thanh loạn của người đó tất cả đều tiêu diệt. Lúc đó đồng tử Nguyệt Quang chiêm ngưỡng vô lượng hằng hà sa số như Đức Phật Thế Tôn. Nếu các đại Bồ Tát vây quanh, đồng tử Nguyệt Quang cúi mình chắp tay nói, các Đức Phật Thế Tôn từ bi nghĩ đến con, sẽ cho con ý muốn. Hôm nay con sẽ nói chú Đà La Ni này, để ở trước Đức Phật nói chú Đại Minh. Đa địa giả, tha sang đế, Atama lộ tỳ, di sĩ ly, tô ma bà đế, ải hữu na bà quân xà tỳ, na bà quân xà, na bà quân xà tỳ, mậu la luận đà đê, bà trà khơ, bà trà khơ, bà trà khơ, ma la bà, sĩ tha đa bì, lý sĩ đà, bà, phà phà, ta, a mậu la, a giả ly, đà bà, ba la, giả la, tỳ địa ly, ải, na ca na ya bi lý sĩ đà chiến đà na chỉ lý ni bồ tát ly bồ tát la chỉ lý ni khư già no già so la chỉ lý ni ta na bà so la chỉ lý ni phục sĩ cố chỉ bì lý sĩ đà xà khả khư khư, bà di xà khả khư, nam a khứ xà khư, ca ca khứ, ha 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 ha, hồ hồ hồ, ta ba lý sa tì đà na, ba lý sĩ đà, a ma ma, nhị giả ma ma, khí giả ma ma, ta mẫu đà la bà khứ, tăng tắc ca la nương bạc lý sĩ đà. Bồ đề tá khất sử chỉ tỳ ma, ma tỳ ma bồ sĩ cú chỉ, a ca xá thỉ bà ta, bi lý sĩ đà ta bà hạ. Lúc bây giờ, cái Đức Phật Thế Tôn, Đức Bồ Tát và Thanh Văn, Đức Thích Phạm Vương, Rùa Thế, Rồng Dạ Xoa, Các Thất Bạ, các Đại Thần Vương, Đại Úy Đức của tất cả các cõi Phật nơi khác đều cùng xuyên tán hai tay. Bạch Cát Đức Phật, Bạch Thế Tôn, Đà La Ni này rất nhanh chóng có năng lực lớn, có thể ngăn chặn tất cả oán độc sợ hãi, bệnh hoạn. Các nạn mộng ác, tướng ác đều giải thoát. Cho đến Đà La Ni này là chỗ nương tựa hồi tụ của trí vô chướng, trí vô thượng, trí đại phước.
Lúc bấy giờ, Thế Tự Tại Chủ, Đại Phạm Thiên Vương dùng toàn lực đại phạm trang nghiêm cảnh giới, biến làm nữ nhân, ngồi ở trước Đức Phật Vô Lượng Thọ, thì sắc tướng đoan chánh đệ nhất, viên mạng hơn cả các trời, đầy đủ y phục trang nghiêm đệ nhất, giới dòng hoa hương xoa dùng để khiêm sức. Rồi đại phạm Thế Tự Tại để đứng dậy, chắp tay cung kính thưa Bạch Thế Tôn: Ngài phải ủng hộ để con diễn nói viên âm, như vậy âm thanh mới có thể biến cùng khắp tất cả cõi Phật khắp nơi được nghe biết mà không chướng ngại. Nhưng còn hôm nay giữa câu chú này có thể khéo hộ trì pháp sư nói pháp và người nghe pháp. Nếu sau này hoặc ma hoặc quyến thuộc của ma hoặc trời hoặc con trai con gái của trời hoặc con gái của rồng và cha mẹ quyến thuộc nam nữ của rồng cho đến con gái của tỳ xá già, cha mẹ quyến thuộc nam nữ lớn nhỏ của tỳ xá già, nhân phi nhân tất cả loại này đối với pháp sư và người nghe pháp, bây giờ tìm sở đoạn của họ để làm oán gia, hay giả làm thân hữu, thậm chí làm tổn hại đến một sợi lông, hoặc đoạt tinh khí, hoặc là hơi độc, hoặc nhìn bằng ác tâm, dù chỉ trong khoảnh khắc một niệm. Thế còn đối với những người, hay chẳng phải người đó, những bọn ma quỷ đó, sẽ cấm chỉ đoạn trừ khi cho chúng hôn trượng cùng với lời thề cũng yêu ấy. Con sẽ ủng hộ viên âm diễn thuyết của các Đức Phật Thế Tôn để có thể dùng pháp âm, pháp thanh làm đầy khắp các cõi Phật. Nguyện xin Đức Thế Tôn xem nghĩ giúp con. Đức Phật Vô Lượng Thọ mặc nhiên thọ tỉnh, lúc ấy trong đại chúng có một vị trời đế thích tên Trì Kế, dùng mũ trời vàng thắng diệu quang minh, trang nghiêm thân mình ngồi ở trước Đức Phật. Chẳng xa, lúc bấy giờ, Trì Kế Thiên Thích Thiên bảo Thế Tự Tại: Này chị em, chớ dùng tâm nhãn vô màng ngồi ở trước tòa của Đức Như Lai Vô Lượng Thọ, chớ làm phiền Đức Thế Tôn. Vì sao vậy? Vì sự ưa hỷ luận chính là pháp của phàm phu. Còn Đức Như Lai Thế Tôn, vĩnh viễn không hỷ luận. Hữu vi tạm hiện chính là tướng khởi tận. Tất cả danh sắc là sai biệt, giới như như. Nàng nếu như vậy là mê hoặc điên đảo Đức Như Lai. Này chị em, Đức Như Lai bình đẳng, không trái, không tranh. Một vị như như ngang bằng còn hư không. Hư không bất vọng trí, tam hành là tướng tận, hư không chẳng phân biệt, chẳng phải không phân biệt, các hành là như vậy, Như Lai là như vậy, các dục công đức chẳng vì nó mà hỷ luận, chẳng phân biệt, chẳng phải chẳng phân biệt, mới không chủ trụ, chẳng tò, chẳng thủ, như vậy có mạng, không sinh, thì không dưỡng dục, không người, không ấm, giới nhập, không thủ, không hỷ luận. Này chị em, tại sao hôm nay nàng ở trước Đức Như Lai mà tạo sự hỷ luận? Lúc bấy giờ Đức Như Lai Vô Lượng Thọ bảo Thiên Chủ: Ông nên xét kỹ, sau đó mới phát ngôn, cho nói lời không đúng như pháp, khiến cho ông bị tội, chịu quả báo chẳng ưa thích. Vị này chính là Bậc Đại Thiện Trượng Phu, được sự chú ý của Vô Lượng các Đức Phật, là ở chỗ các Đức Phật gieo trồng các căn lành. Lại nữa, ông Thiện Trượng Phu này vì muốn làm việc cúng dường Như Lai nên hiện tướng nội nhân trang nghiêm dịu sắc. Ông giờ đây mà nói là nữ. Rồi Đế Thích Trì Kế bạch Phạm Thiên Thế Tự Tại: Thưa thiện nam, ngài hãy khởi từ bi thâu nhận sự bố thí của tôi, sự hoan hỷ của tôi, cho khiến cho tôi hôm nay do dùng lời nói thô lỗ này mà bị quả báo ác. Bây giờ Bồ Tát Hoài Lạc Bạch Đức Vô Lượng Thọ: Thưa Thế Tôn, nếu trời Đế Thích này chẳng hối lỗi và đời vị lai, trong 84.000 lần sinh sẽ bị làm thân lừa ăn ăn cỏ, bị người khác khinh miệt. Vậy nên này các thiện nam, các ông phải luôn thận trọng ý nghĩ, giữ gìn khẩu nghiệp ấy. Bây giờ Đức Phật bảo Thế Tự Tại Phạm Thiên: Này thiện nam, ông hãy tùy ý lạc tuyết, nói điều ưa thích. Ta đã ủng hộ lời nói của ông. Phạm Thiên Thế Tự Tại nhờ được sự hộ niệm nên hoan hỷ chắp tay quan sát khắp mười phương thưa: Nguyện xin Thế Tôn một lòng nghĩ đến con, Đức Phật Bồ Tát và chúng thanh văn, trời rồng, dạ xoa, ca thất bà, a tu la, ca đâu la, khẩn na la ma hầu la già, dạ.
muốn làm cho chánh pháp trụ thế lâu dài. Tây Nguyên ở chỗ này cũng có ban điều ước muốn. Nếu pháp sư và tín chúng muốn được tùy thuận tương ưng, không não loạn thì cùng có ban điều ước muốn. Nếu ác ma nhân phi nhân kia do đời vị lai mà làm não loạn những người nói pháp và mọi loài chúng sinh thì con sẽ ngăn chặn. Tha nguyện đoạn dứt lòng ác ấy. Thế từ tại Phạm Thiên nói lên lời nói đó, âm thanh phát ra đầy khắp tất cả thế giới, chư Phật. Bây giờ tất cả các vua Phạm Thiên cùng lúc đồng thanh nói: Chúng tôi cũng dùng đại lễ đế này cùng ban điều ước muốn. Vì sao? Vì chúng tôi về sau cũng sẽ tọa trì đại lễ đế này, cũng sẽ ủng hộ những vị thiện trưởng phu đời vị lai có khả năng khai thị chuyện nói pháp môn như vậy cho chúng nghe pháp. Chúng tôi sẽ khiến những người đó tùy thuận tương ưng được như sở nguyện. Chúng tôi hôm nay ở trước Đức Phật Thế Tôn, Đại Bồ Tát và chúng đại tăng băng, bạn ý muốn đã đi. Thế Tự Tại Vạn Thiên liền nói: Nguyện xin Đức Thế Tôn và Bồ Tát Thanh Văn, chúng đại đệ tử ủng hộ con. Phạm Thiên đó nói: Chú Đại Địa Dạ Ta Amali Tì Mali Yano Sơn Địa Hali Chiên Địa Maha Chiên Địa Dạ Di Maha Dạ Di Tô Di Tát Tha Di A Bà Ha Tì Bà Ha Ương Dạ Xà Nê Sĩ La Khứ Tì Mẫu La Ba Lý Sĩ Đề Dược Xoa Chiên Trì Tì Xá Dạ Chiên Trì A Bạc Nỉ Nê A Bạc Sĩ Lê Tam Bạc Sĩ Nê Tăng Tất Ca La Nê Các Bà Nê Mô Hà Nê Âu Dạ Tra Nê Ha Ma Ha Ha Ma Ha Ha Ma Ha A Quân Dạ Nê Khử Dạ Xá Bà A Ma La A Mậu La Mậu La Ba Lý Bạc Đệ A Bà La Khư Bà Ta Bà Ha. Thưa Thế Tôn, nếu có thiện nam thiện nữ nào trái nghịch chẳng hành thần chú thánh của chúng đại tập đã nói, con người của mắt rơi rớt, đỉnh đầu tan nát, cái đốt chân tay phân tán. Vì Phạm Thiên đó nói: Chú Đa Địa Giả Ta A Giả Giả A Bà Ha Giả Giả Chiểu Ca La Xoa Già Già Tra Khư Già Già Na Khư Ca Già 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 Na Già Ha Mậu La Già 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 Mậu La Già Già Ha Ma Mậu La Già Già A Mô Ha Mô Bà Trà Bà Ha Ta Bà Ha. Tất cả phạm vương cho đến vua Tỳ Xá Già nghe nói chú đó liền sướng hay thầy rồi nói: Giả sử quỷ thần có ý lực lớn hùng mạnh, nhanh chóng sức tiêu diệt có thể hơn ngàn lần, chúng tôi sẽ dùng chương cố đã lên đây này khiến cho trói buộc hết tất cả quỷ thần ác ấy, có thể cùng chúng sinh tạo ra điều bất lợi, chúng tôi sẽ khiến cho chúng tạm tiêu diệt, không cho chúng chạy để sống. Từ tại Phạm Thiên nói: Nếu có người trụ ác không có lòng từ mẫn, chỉ biết ân đức não hại chúng sinh hoặc quỷ hoặc ma và quyến thuộc của chúng thường đến cõi giỏi tìm chúa sẽ đất sát lợi tạo chức quán đảnh hoặc do tìm phi hậu vương tử vương nữ và thầy nữ cho đến tể tướng quan lại cùng những thứ dân khác, và những người này ở trong Phật pháp đã được niềm tin thanh tịnh, đó là những nam những nữ đồng nam đồng nữ ưa bà tắc ưa bà di ưa nghe pháp tỳ kheo ni thiền định tụng niệm tinh tấn chẳng buông lung, quỷ ma nhân phi nhân như vậy mà giờ tìm sở trường sở đoạn của họ thì chúng tôi sẽ ủng hộ họ, khi cho họ dù trong khoảnh khắc một sát na lòng ác cũng không khởi lên thì làm gì mà não hại được một sợi lông. Những kẻ khởi ác tâm não loạn phá hoại đoạt tinh khí dùng độc thổi vào thân họ, những kẻ theo dõi tìm kiếm lỗi lầm của họ thì uy thần nhờ uy thần lực của nàng lên đi này, bọn ma quỷ thuộc nhân phi nhân ấy sẽ bị vỡ đầu làm bảy phần, con người rơi rớt, máu tim khô cạn, bị bệnh hụi trắng, toàn thân thối rữa ra, mất gốc thần thông vừa lấp dưới đất, chúng còn bị gió dữ thổi nên đến những chỗ không người trong bốn phương, thân đầy bụi đất, lầm dạ mê cuồng, trời đông hoảng loạn, chỗ nào đi qua đất đã bị phá nát. Chúng rơi xuống trong chỗ ấy,
sau đến 84 ngày giữa tuần. Ở nơi đó bạn chung, nếu là ma mà làm trái ngược với chúa này, thì xin nhiều loài sống ở dưới nước. Người đối với thánh giáo có niềm tin thanh tịnh, siêng làm việc tăng, làm tỳ kheo, tỳ kheo ni. Những quỷ thần làm náo loạn thì cũng bị quả báo ác, như đã nói địch ở trên. Đầu vào 7 phần cho đến khi mạng chung. Nếu là ma trường bất thoái đã lên đi, thì tùy chỗ hiện mà ở, chúng tôi sẽ siêng gia hộ tất cả chúng sinh tất pháp. Chúng tôi sẽ siêng năng ngày đêm hết lòng ủng thủ hộ như tất cả bọn các độc giả xoa phú đô na. Tôi sẽ xua đuổi ra khỏi cảnh giới ấy. Nếu đã lên đi này trụ ở đất nước có đấu tranh đói kém, bị oán địch phương khác, bị gió mưa lạnh nóng chẳng phải lúc, bị dịch bệnh, thì chúng tôi sẽ đoạn trừ, khiến cho những việc ấy không còn nữa, và khiến cho tất cả nhân dân của nước ấy an lành thành tựu, tùy thuận hòa hợp, yên ổn giàu có. Khi cho pháp sư và người nghe pháp danh vang xa rộng, không có bệnh khổ, đồng thời cũng khuyến khích bốn nhóm đàn Việt cung cấp tài vật sinh sống. Phụ lục những bài chú trong bản của nhà mình được đối chiếu với những bài chú ở trên. Đa địa giả tha ương già la ương già la băng già la bát la bằng ca la ba gia nhị a nhị si la bà tư a khê a khứ môn bạc lợi đôi mé đồ mạng đế kê bạc tri kê du lợi ta ma bà ha nể ta mạng đa bạc đạt lợi đạt mê đà ma kê xà phá kê nhị đa la nữ phá lê phá la bà đế già nị già nôm bà đam đế sẵn lời để lợi sẵn là kê diệm bà đế tra ca tư tra kiến đế tra ca bà lam đế già nô bà hán đế sẵn lần đế thị lần đế tần đầu bà đế cô bà ế thọ ly nhị đa la thọ ly thọ lý a già ly a bà mê ta tả đa tha đương hô lô sẵn ly chiên thế lệ tam ma đạt mê đà mê câu châu ô mộ châu lô a chất ra lý ly chí ly chí già bà ha châu lô nhị đa la bà ha châu lô câu lô ta la câu châu ma ha tát la đô châu ma ha tát đại gia he ly đà gia bổ số tỳ tô bổ số tỳ độ ma bát ly ha lệ a bà di lô chí nê ca lạc si tỳ a bà gia ma tát đố tỳ bà ha để lệ ma ma lệ bát thất phật khứ thi thi la Lokati na ya ca bạc thời lệ bạc thời la đạt lệ bạc thời la bà đế bạc thời la bà đế la đà đề dưới ca la bạc thời đề dưới ca la bạc thời ê dưới ca lệ già bà đê đạt lệ bà lệ bố lệ trá lệ hô hô lệ bàn già tầng bà lệ xá lị chí ly châu ly mộ lệ mạng trà lệ mạng trà nê già già la ni mộ trà nê tác ba mộ trà nê địa địa la gia nê ma ê thấp vượt la gia nê kê ly sân xà nê đà bà chí chiên trà la lê mê tác bà tác tả a địa sắc sĩ đa sức điện đô bà hana ma nhị nê phá la la đẻ ô xà dạ lệ tì chỉ nê bà na la na a bồ bồ lệ cù lô mộ lô mộ lô sẵn ly ha la ca kiến trà bà ha sẵn sĩ a dụ na kiến bà thời phục la bà tê yết đà nê a đà hà nê mạc già tỳ lô hà nê phá la tác đẻ a lô sa bà đẻ sẵn ly đa tha bà xà gia tác phược già la
Yathabalan, Giả He Đề, Gia Bà Ha, Tát Đệ Gia, Bát Lý Bà Bà, Magya Tilohane, A Già La Bột Đề, Đà Đà, Bát La Già La, Ba Già Gia, Tân Trà Ly Đà Gia, Diên Đạt Già La Noa, A Già Lệ Thâu Đạt Nê, Bát La Ngật Lý Đệ Mạc Kỳ, Y La Y Li Li, Bát La Tỳ, Ta La Bột La Đế, Tát Bà Sĩ La Sĩ Tha Đa, Tát Đệ Gia Đô Già Đế, Anam Talana Bồ La Đế, A La Sĩ, Ương Cù Lệ, Sa Trân Nê, Bồ La Ma, Bà Dụ Sẵn Ha, A Sẵn Sĩ Bà Sẵn La, Ni La Bà Gia Bà, A Chỉ La Mạc Già, La Na, La Cù Tắc Lệ, Đệ Lý La Đa Na Bàn Thế. Đạt Ma Ca Già, Thầy Vực La Chiên Đạt Lệ, Tát Mẫu Đạt La Bà Đẻ, Ma Ha Bộ Đà Tỳ Gia, Tát Mẫu Đạt La Tỳ Gia Bà Đẻ, Đà La Ni Một Đạt Lệ, Ma Sĩ Một Đạt La, Tô Ba Tát Bát La, Đề Tam Kỳ Đà Một Đạt La, A Bạc Sĩ Ni, Tam Việt Sĩ Ni, Tam Mộ Hạ Tắc Ca La, Tỳ Địa Dụ Đà La Tê Na, Xí Đệ Một Đạt Ly Đô Tử, Duệ Kê Chất Tất Lị Địa Tỳ Bà Ha. Bà Ha Bà Ha Bà Ha Kê Tra Ca Bà Tra, Thế La Bát La Đệ Đệ Gia Hê Ly Đa Duệ Na, Một Đạt Ly Đa Bà La Ni, Đà La Đà La Đà La, Đàn Địa La Đàn Địa La, Hô Sắc Ca Tát Bà He Đà Gia, Đạt Lý Đỗ Tử, Xà Trà, Xà Bà Tra, Xà Khứ Bà Tra, Tô Ma Đệ, Ma Đệ, Ma Ha Đà, Bồ Sĩ Đạt Sĩ, Chất Sát Trà, Gia Đan Na Ni, Tất Ly Đa Bồ Đa, Y Ni Nhị Ni, Tát Già Nê, Cu Sa Tát Già Nê. Một Đạt Ly Đa Già Ly Gia Địa Sắc Xá Na, Bạc Bát Tha Na Địch Tha, Ma Ha Bố Ni Gia Tam Một Già Gia A Bà Đa La, Ma Ha Ca Lô Noa Gia Một Đạt Ly Đa, Tát Bà Tam Miệu Ba La Đề Bác Chỉ La La Sĩ Lam, Ta Phật La Độ Đạt Ma Nê Đệ Ly, Tát Tỳ Mộ Ni Bột Ly Sa Bà, Maha Kolona Tamade, Nhã Na La Bà, Bạc Lệ Na, Mai Đệ Ly, Đệ Gia Già Đệ, Tỳ Ly Gia, Bạc Lệ Na, A Địa Sắc Si Đa, Tát Bà Bồ Đô, A Bô, A Ô Ba Già, Gia Giả, Tát Bà Ha. Bài chú thứ hai của phẩm thứ sáu, Đa Địa Giả, Sa Sàng Đế, A Tam Ma Lộ Tỳ, Di Đế Lệ Tô Ma Bà Đế, Ải Sẵn Na Bà Quân Xà Tỳ, Na Bà Quân Xà Tỳ, Na Bà Quân Xà Tỳ, Mậu La Thâu Bà Đà Nê, Bà Trà Khứ, Bà Trà Khứ, Ma La Bà Sĩ Tai Đa, Bạc Lý Sĩ Đà, Bà Pha Ta, Ba Pha Ta, A Mậu La, A Dạ La, Đà Đà, Ba La, Dạ La, Tỳ Địa Lệ, Ải Ca Na Gia, Bạc Lý Sĩ Đà. Chiên Đà, Na Đê Lý Ni, Bồ Tát Ly, Bồ Tát La Đê Lý Ni, Khứ Già Tẩu La, Đê Lý Ni, Ta Na Bà Tẩu La, Đê Lý Ni, Bồ La Cú Chỉ, Bà Lý Sĩ Đà, Xà La Khứ, La Khứ, Ba Duệ Xà Đê Khứ, Nam A Khứ Xoa Khử, Ca Ca Sĩ, Ha 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 Ha, Hổ 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 Hổ, Tỳ Bà Lý Xà Tỳ Đà Na Bà Lý Sĩ Đà, A Ma Ma Nhĩ Giả Ma Ma, Khí Giả Ma Ma, Ta Mẫu Đà La Mẫu Đà La Bà Khư, Tăng Tắc Ca La Nương Bà Lý Sĩ Đà, Bồ Đề Tát Khất Sử Chỉ Tỳ Ma, Ma Ha Tỳ Ma
bộ sĩ cố chỉ a ca xạ thị bà ta bà lý sĩ đà ta bà ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bảo Tinh Đà La Ni quyển 6, nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.